Hướng dẫn cắt tém nhật hàn số 5. Đầu tiên chúng ta sẽ phân khu như ở trên video. Lấy một đường ở giữa làm điểm chuẩn, cắt 90 độ dọc. Sau đó chia đôi điểm chuẩn ra, trải từ 1 về 2 dựa 1 cắt. Lớp tiếp theo trải từ 2 về 3 dựa 2 cắt. 3 về 4 dựa 3 cắt, trải ngang 90 độ. Trách lại mặt cắt song song với đường chia. Hai bên tương tự. Sau đó chúng ta sẽ bấm viền. Mặt trước dựa vào mặt sau, bắt ngang 90 độ bấm bằng. Hai bên tương tự. Sau đó chúng ta hạ phần đỉnh xuống, chia lấy phần đỉnh sau. Xác định điểm rơi của đường trung tâm ngang và đường trung tâm dọc, liên kết lại ở góc 60 độ. Các lớp tiếp theo đưa hết về lớp thứ nhất cắt. Hai bên tương tự. Các bạn muốn tham khảo nhiều bài cắt hơn có thể vào nhóm, link mình để ở phần hồ sơ. Bài này phù hợp với khuôn mặt to, chất tóc mỏng. Sau đó chúng ta sẽ chia dọc phát tán, bắt lên 90 độ, cắt điểm nhọn. 1 trải về 2, 2 trải về 3, 3 trải về 4, hai bên tương tự. Phần đỉnh trước chúng ta sẽ chia dọc, trải ngang ra tay, dựa vào phần đỉnh sau, cắt 2 về 1, 3 về 1, 4 về 1, hai bên tương tự. Sau đó chúng ta trải xuống 45 độ, bấm điểm nhọn và kết thúc.